vụ cháy gần Viện Nhi, hai người không qua khỏi, bị cáo Hiệp khùng lĩnh 8 năm 6 tháng tù. Ông Nguyễn Thế Hiệp kinh doanh nhà trọ không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, dẫn đến hỏa hoạn khiến hai người không qua khỏi, hàng chục ngôi nhà hàng xóm bị lửa lây lan thiệt hại nhiều tài sản. Sau 3 ngày xét xử và nghị án, sáng 1 tháng 12, Tòa án Nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Hiệp, tức Hiệp Khùng 75 tuổi, 8 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự. Về dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng cho các bị hại của vụ cháy. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Thế Hiệp có dãy nhà trọ cho thuê gần bệnh viện Nhi Trung ương, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, ông tự ý cơi nới bằng khung sắt, vách gỗ dán, tôn xốp, tự ý lắp đặt hệ thống điện không đồng bộ, các phòng trọ không có thiết bị phòng cháy hoặc bố trí lối thoát hiểm. Tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình lập biên bản ghi nhận dãy nhà trọ của ông Hiệp không tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh nhưng ông Hiệp không chấp hành. Chiều 17 tháng 9 năm 2018, mạch điện bị chập tại tầng 2 nhà ông Hiệp gây cháy dãy phòng trọ, khiến vợ chồng anh Tạ Văn Tính, sinh năm 1976 và chị Hà Thị Lành, sinh năm 1977 quê Phú Thọ không qua khỏi. Ngọn lửa còn lan sang các nhà bên cạnh gây thiệt hại 1,9 tỷ đồng, làm ảnh hưởng khoảng 30 hộ dân khác. Hội đồng xét xử đánh giá trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và người bào chữa đồng quan điểm không nhận tội, không đồng ý với biên bản khám nghiệm hiện trường của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Cụ thể bị cáo cho rằng vụ cháy không xuất phát từ nhà trọ của mình, đồng thời nguyên nhân vụ cháy cũng không phải là do chập điện. Đưa ra quan điểm, hội đồng xét xử cho biết bị cáo không có bằng chứng khẳng định nơi xuất phát cháy không phải từ nhà bị cáo. Về các biên bản khám nghiệm, chủ tọa phiên tòa khẳng định đủ khách quan. Theo hội đồng xét xử, biên bản khám nghiệm hiện trường xác định điểm xuất phát cháy là tại tầng 2 nhà trọ ông Hiệp 6, nguyên nhân là chập điện, sau đó cháy lan ra xung quanh. Kết quả khám nghiệm phù hợp với tình trạng nhà trọ từ sô đồ điện, nơi đặt các vật dễ cháy. Về nguyên nhân dẫn đến chập điện, hội đồng xét xử cho biết cơ quan chuyên môn không có căn cứ xác định. Đánh giá về bị cáo, hội đồng xét xử cho rằng ông Hiệp có nhân thân xấu. Đối với lần phạm tội này, bị cáo từng được cơ quan có thẩm quyền cảnh báo nhưng vẫn vi phạm. Do đó cần có hình phạt nghiêm khắc là cách ly bị cáo với xã hội một thời gian.